Con đánh rơi hết trống rồi. Một tràng pháo tay cho bé Hoàng Thiên Nga. 10 tuổi đó. 10 tuổi tức là hơn con út của Bằng Kiều 3 tuổi. Nhưng mà nó đánh trống như thế. Con học trống bao nhiêu lâu rồi? Dạ, con học trống cũng khoảng 3-4 năm rồi. Con trên những cái loại nhạc cụ này thì con đánh được những loại đàn gì? Dạ, con đánh được đàn guitar, đàn đàn piano và trống. Còn nếu mà thêm một loại nhạc cụ nữa mà không phải đây là violin. Violin. Violin là violin. Con học từ lúc nào mà con đánh được nhiều thứ vậy? Dạ con bắt đầu nghiên cứu về mấy cái nhạc cụ này là lúc mà con khoảng 7-6 tuổi. 6-7 tuổi. Nghiên cứu. Nghiên cứu. Chứ con không thèm học luôn. Dạ có học. À, ghê thật. Nếu mà con may mà con là con gái đấy. Con mà là con trai thì con phải nghiên cứu thêm về đàn bà nữa. Và bây giờ thì hai chú cháu sẽ gửi tới quý vị một bài hát mà Bằng Kiều sẽ hát bằng tiếng Việt và bé Hoàng Thiên Nga sẽ hát bằng tiếng Pháp. Đấy. Thế nó mới gấu. Gấu là gì chú? Gấu à? Gấu là gì thế anh chị nhỉ? Gọi là ngầu ấy. Tiếng Nam gọi là ngầu, còn tiếng Bắc là gấu. Và bây giờ là một bài hát rất là quen thuộc. Tiếng Pháp là Viamon Passé, còn tiếng Việt là Lại Gần Hơn Em. Em hát với cháu cho nên là em phải hát tông của cháu, nên nó sẽ chéo véo ở trên. Quý vị chịu khó nghe nhé. Anh nhớ, anh cố quên đi từng đêm.
chú và bye cả nhà. Quý vị khán giả, bà này bà hơn 4 tuổi bà mới biết nói. Đầu tiên là bố mẹ kể chuyện là phải đi khám bác sĩ sợ nó câm. Bác sĩ bảo là không, nó vẫn nghe được thì tức là nó không câm. Thế là sau 4 tuổi, khoảng 4 tuổi rưỡi bà nói như một cái máy liên thanh cho tới bây giờ luôn. Cả đoàn nhức hết cả đầu. Rất là dễ thương. Mà xin cảm ơn sự ủng hộ của quý vị rất nhiều. Thank you.